chào quý vị khán giả kênh Xuân Dừa. Hello, xin chào quý vị khán giả. Dạ, Xuân Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Xuân Dừa đang có mặt ở xã Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dạ, lâu lắm rồi mới cái đi coi đất. Cái đất này được không? Đó em coi đi. Hả? Đó là nguyên cái cánh đồng này. Vì làm gì? Thì cái này mua về nuôi gà, nuôi vịt gì đó không? Nuôi vịt hả? Ở dưới là vịt, ở trên là làm lúa không? Làm khu du lịch sinh thái chắc, không? Vịt chắc hoang lúa đâu. Hả? Vịt chắc hoang lúa đâu, để đi. Chốt này nhai miếng này nhiêu mà bao nhiêu tỷ? Miếng này nhiêu tỷ? Thì em có nhắm khả năng anh trả bao nhiêu chứ em cũng chưa biết bao nhiêu hết thôi. Chưa hả? Dạ. Anh thầy trò mà anh muốn mua nhiêu để nhiêu chứ. Nhưng em còn vợ còn con nữa, chuẩn bị vợ con nữa, gia đình em cũng khổ quá nữa. Mình thấy cũng ưng á. Đó, đây cái khu này anh làm khu sinh thái này không? À. Đó, làm mấy quán, mấy cái chòi đó. Ờ. Chòi dọc đó. Rồi. Cái này làm lúa rồi không? Lúa đó. Này nuôi cá rô đồng được không? Đó, xong rồi cho người nhậu á, ai mà muốn trải nghiệm cảnh nông dân cho xuống cá đi. Được không? Bắt cá rồi. Ờ. Giặt lúa rồi ha. Dạ. Xong rồi vô nhậu ha. Đúng rồi, đây, lấy cái chòi nhậu. Đây. Chốt đi cho bà con quán. Đây là cái trò nhậu. Giờ... Vô có món đặc sản đó nè. Dạ, vô đặc sản thôi. Giờ đi coi sáng giờ nói chung là cũng Tuân, Phạm Tuân giới thiệu cho Khương Dừa cũng nhiều món, nhiều miếng lắm. Nhưng mà chưa có ưng. Thấy miếng này cũng được, thôi chắc chốt đi. Lấy miếng này ha. À. Giờ lấy một miếng hay hai miếng. Lấy hết đi. Lấy nguyên khu không? Lấy hết đi. Rồi để em kêu người ta bán nhà đã. À. Lấy hết đi. Giờ vô ăn trưa cái ha. Ăn trưa đi. Đây, đã ta muốn gì? Đây là có món đặc sản vùng quê. Đây. Đây là đây, chào mấy anh nha, mấy chị nha. Đây là mấy anh chị cũng sáng giờ cũng dắt cũng vừa đi coi đất. Cò rồi cũng khổ. Nhiều lắm, khá nhiều. Đi coi với muối ngon mà ai cũng. Nói chung là kiếm cơ kiếm thêm. Đây. Đây có ai đây? Đây liên quan. Ồ, ngon quá ta. Trời ơi, món này món cua luộc. Cua con mắt mày. Này bà khía tao mày cua. Đây bà khía là con của bác ơi. Ngon quá, bà khía tươi, luộc luôn, rau răm, chấm với miếng muối ớt. À, đây giới thiệu đây. Nói giỡn thôi mà con của bác ơi chứ tôi vừa với lại con Kiên, Hảo, người yêu cũ Cẩm. Bé Vi. Là mà mấy anh em sáng gì đi coi mấy cảnh phim trùm nổ. Nó nổ lúc bóp nhưng nhốt vô phim dễ nổ. Đó, thì tập dần. Đây là một cái bối cảnh là một cái quán nhậu. Bà con cô bác thấy là cái chòi dễ thương ha. Đây là quán nhậu của bà Beo. Bà Beo là nhân vật trong phim, bả là 50 tuổi rồi mà bả phá thằng nổ, hát không? Vui ha. Lớn tuổi mà phải là con gái. Phải là con gái. Bả còn là con gái luôn. Bả vẫn là con gái. À. Vẫn là con gái. Thì đó, nói chung là sáng giờ đi chốt được cái bảo cảnh này rồi. Rồi Khương Dừa có chia sẻ bà con cô bác á, cái sự may mắn của Khương Dừa sáng giờ thật sự là may mắn liên tiếp luôn. Đi không hiểu luôn á, tự nhiên đi ngoài đường cái thấy cái vô hỏi cái là chị Thoa chỉ rất thương rồi chỉ cho mượn hết luôn. Xong rồi đi ngoài đường cái thấy hai anh kia chạy, tưởng anh Vũ Vinh Phong hai ông nhậu đi về. Không Vũ. Ừ. Tưởng rủ mình đi nhậu cái vô cái đầu dẫn đi coi bảo cảnh luôn. Đã thiệt. Là coi như là tính là cả ngày hôm nay là coi chưa xong đâu. Đúng rồi. Đó mà giờ là mới xong luôn rồi đó. Là xong luôn rồi, giờ là anh em ngồi ăn một miếng rồi hồi lát là đi coi một vài cảnh lẻ nữa là xong, coi như là bối cảnh chính của mình đã xong hết rồi. Đó, một cái bối cảnh phim thì nó rất là quan trọng, nó quyết định cho sự thành công của phim rất là nhiều. Và bối cảnh phim nó sẽ giúp cho nhân vật cho khán giả tin vào cái câu chuyện của phim. Đó mà cũng vừa đã tìm được rồi, coi như là thành công được 90% phim rồi đó. Không mà công nhờ số anh Thương hơn ha, hơn quá thiệt chứ bà con của bác Thương hơn mà nó hơn nối tiếp hơn đó. Ừ, không hơn nối tiếp nhau luôn á. Thiệt chứ mày sáng nay mà Thương vừa không đi, mà nếu mà để ekip đi là chưa chắc gì mà giờ chưa chốt được nào. Dạ, chưa chốt được, tại vì thứ nhất là mình phải hỏi rồi mình phải thậm chí mà không hỏi tự nhiên thấy anh Thương tới hỏi anh làm gì giới thiệu luôn, mấy ảnh dắt đi luôn vậy đó. Đó, Thương vừa giới thiệu bà con bác rồi, bây giờ thì hơi trưa rồi, thôi cũng cảm ơn ekip. Khương Dừa cũng có mời các anh chị sáng giờ hỗ trợ Khương Dừa, mà mấy anh chị là mới ăn trưa nên người ta không có cái dùng. Rồi xin mời nha. Dạ, thôi bỏ khẩu trang ra. Dạ, xin mời bà con cô bác. À, đây là món bạc khía. Khương Dừa rất là thích món này. Nó ngon lắm nha, ngọt ngọt lắm. Bạc khía thật không mà ăn một lần dưới đời luôn á. Mà Khương Dừa với là Phạm Tuân sẽ là đạo diễn, anh Kiên sẽ là DOP, bạn Hào sẽ là thiết kế. Dạ, này là làm mưa làm gió, làm mưa làm ông nội, làm gì cũng làm.
Còn Cẩm sẽ là phụ vừa kế hoạch, thư ký, thư ký xinh đẹp. Còn Vi sẽ là sản xuất, cậu Tư thì lo bối cảnh rồi giấy tờ làm việc với lại bên địa phương. Đó rồi nhưng mà giờ thì là cậu Tư là quay nè, cậu Tư mới ăn rồi, mới ăn cơm gà. Dạ xin mời con cô bác nha. Rồi bóc đi cho nó thân tình nè, cho anh con này. À. Đây, cho người yêu cũ coi. Thằng người yêu cũ. Bạn Cẩm hợp chung với Phương Dừa. Con bự quá, chỗ con bự quá. Bạn Cẩm hợp chung Phương Dừa với lại bà xã Phương Dừa bà con quá. Hợp chung bóp báo chí. Ủa cái này không ăn được hả? Ăn hết luôn hả? Ừ, này là con bạc thiết cá. Này sao ăn? Được lắm. Ăn luôn đi, ngon lắm. Trời, trời ơi, cái này là heo ăn luôn á mày, không ăn à? Heo ăn được chứ, heo ăn được. Ê, đừng có bỏ me nha, chủ yếu cái này là cái me thôi. Chứ còn cái này ăn được, cái này ăn được không? Ăn được luôn, anh mở cái này ra nè. Ngon dữ lắm. Đúng rồi, anh lột cái này ra nè, nó. Chấm này có mấy chấm chung hạt. Bậy mọi người, nè anh lột cái này ra anh ăn cái khuôn này nè, ngon lắm. Anh lấy cái muỗng gì đó múc ra. Béo nó ngậy à. Chắc con cái đũa. Xin mời con bác nha. Cái đũa. Mà cái nhà. Dạ, con vừa mới đi phim qua mới làm xong, giờ con vừa về chuẩn bị phim trùng nổ của con vừa. Con vừa phải bồi bổ để giữ năng lượng để con vừa có cái sức để con vừa lên cho chấm chung mắm rồi. Sớt ra. Sớt ra. Sớt ra với Vi kìa, mở miệng chén đi đừng chấm chung chứ. Ngon quá. Đạo quá. Nhưng mà quý vị dạ. Thằng nào bạn đang bán là không để chén ngay luôn. Không chấm chung đi. Ừ. Diễn hết rồi. Ngọt hơn cái này là quán của thằng em mà mấy năm trước con vừa hay vô đây con vừa thái đồ lan con vừa nấu nướng gà đồ này kia đó bữa hai em nó làm tới mấy cái chòi cũng dễ thương lắm nhưng mà cái này nhắc nó làm để kiên cố luôn chứ nó làm chòi bằng cây mấy cái chòi kia là chòi cây kìa có chòi này chòi ấy thôi chòi đầu sống con gió ngay mà không thấy hưởng thức gì chứ ao ngon quá. Lát con sẽ trời ơi, đút cho camera mẹ, đút camera mẹ miếng nữa. Chút sẽ có gà chiên nước mắm, ủa gà hấp nước mắm nhỉ, ngon lắm. Này là gà không chiên gì gà không. Cho nên là mốt đây kiếp mình làm đi rồi. Coi không thấy lát hỏi nó rồi có thời gian làm cơm. Đặt cơm luôn rồi. Cơm nào luôn, mình thở luôn. Sợ nó bán quán không có thời gian. Thì mình làm gà thôi, cơm cho ăn gà thì thôi. Lâu lâu mình. Ví dụ bữa ngày đầu tiên thì bữa tối đó mình sẽ làm gà nấu cháo không? Tối bà Khía nấu. Mai thì trưa bà Khía ăn chiều gà. Đi du lịch hả? Mày đi du lịch hả? Ăn phải cho anh em ăn ngon ngon chút chứ. Gà xong chưa biết nữa. Đi nghỉ dưỡng. Dạ, xin mời bà con cô bác một con nữa nha. Nó chưa chứ mượn cái chén chị Tư mấy con cô Tư ăn gà chứ chưa ăn ba kia chứa chạy lên đó. Để riêng ra nha rồi xin mời rồi cái chỗ này bà con bác nhớ hồi lúc đó con vừa vô đây con vừa quay cái clip khui sầu riêng á trời ơi giờ ai cũng nhớ cái clip đó lên cũng có người má vui quá vui còn có người chửi quá chửi mà con vừa làm cái clip đó vui thôi dạ quan trọng là nước chấm rất là ngon rất là hấp dẫn may mắn quá con vừa nghĩ là mà khởi đầu mà may mắn vậy là coi như là phim ngon quá ngon không ô chào em trai dạ chào anh ạ chém gà đẹp quá ha nhiều quá em ơi gà này gà gì nè đất thôi rồi nè dây đất, đất, đất hả ôi là món gì cái che hả rồi giờ hương mới vậy trời ơi ăn với kèm cái gì ăn vậy thôi hả rau luộc chấm trời ơi quá đã rồi bà con cô bác ơi có bún gì không anh hay là ăn vậy á ăn vậy không còn gì nữa không ta còn gì nữa không ta ôi rau đã rau rán hả này rau rán bà con bác rau rán là rau gì nè rau rán thì rau rán à, cảm ơn em nhiều nha nhận lòng cái trời để tôi xé ra cho có
con rắn hả? Quấn quấn gì đó. Người, ở ngoài bờ sông. Nó rắn, nó rắn nó mọc lên. Rắn mọc bên sông á. Là nó rắn nó mọc lên gì? Còn chưa? Rồi, xin phép bà con cô bác nha. Bữa giờ là cũng có không có cơ hội được thưởng thức. Cái này chỉ rưới lên hả ta? Đó, sẽ là đủ không ta? Như quân đây có gà đủ không ta? Trời ơi. Chắc phải thêm con nữa quá. Thôi trời, con tư nguyên cái đùi đi. Ui ui. Ừ, nó nóng quá. Nghệ nhân xé gà cho chúng mình. Rồi xé nó mới ngon. Đúng rồi, gà xé mới ngon. Kéo thì nó không đã, nó hơi nóng xíu thôi. Nóng quá rồi. Lấy rồi, lấy chén đúng không? Ừ. Kêu lấy. Đẹp hỏi nó còn có món gì nữa không em? Món gì sao không no quá. Kêu nó vô lấy, năng vô lấy. Đó, anh dứt ra. Còn món gì nữa không cưng? Gà còn không? Gì nữa không? Hả? Còn gà, còn ớt trắng luôn. Em ta chị cho ớt, ớt trắng hả? Ớt làm gì? 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 Ớt làm đi. Chui rơm. Em làm đi. Cho anh cái ớt nấm làm đi. Dĩa này nhiều nhiều lại đi. Dạ dạ. Ôi. Em quá ơn. Nay ngày đầu tiên cho ăn uống phủ thê đi, ngày mai là nó vô làm bắt đầu cắm cổ cắm đầu. Dạ làm. Ừ. Ăn ăn phao câu. Em không ăn phao câu. Ăn kiêng không? Không. Ăn chơi. Rồi mẹ nhiêu đó thôi nha. Nhưng con câu đầu con câu đẻ rất nhiều con gà đó. Khoai ăn con câu không chơi được. Dạ, ăn được ngon lắm. Cảm lại em sợ. Dạ cảm ơn. Quá. Còn ha. Còn à. Mới đồ ăn thì chưa cảm giác được. Ăn cái miếng thứ hai ngon. Ừ. Bên kia là có mấy bạn đang nhậu. Ăn miếng đậu nước gội á. Không cảm giác hết được. Nhưng mà em đã nói là em ăn một lần rồi, em rất là ngon. Xong rồi nhà bà con bác. Rồi. Xin mời mấy anh chị em. Cảm ơn rất là nhiều. Rau dạ, còn dạ, cái này dạ. Ăn thì em ăn rồi. Rau ăn bình hả? Dạ. Mình cho anh. Hả? Ăn bình. Cái gì? Ăn đi. Vi nó ăn bình này. Thì vậy? Không có người. Chuyện càng thôi. Mẹ. Bà khía này người ta còn muối nữa thì nó ngon lắm. Đúng rồi. Bà khía muối nhảm, nhảm nhiều. Ăn đi, ăn đi. Không chưa có đủ. Đủ rồi, đủ vậy hả? Đây có đâu. Ừ, không à. Em thêm chiếc rồi. Rồi xin mời. Ủa, xin mời. Này chấm này cũng ngon đó. Và chấm nước này cũng ngon. Có nước riêng hả? Chế luôn không? Rồi con chèm không? Chế luôn hả? Chế luôn ngon à? Chế luôn luôn. Chế luôn ha. Chế thì chấm. Thôi chấm cho dễ. Chấm đi. Đây, xin giới thiệu bà con bác nước mắm nước chấm nó ngon lắm. Kẹo kẹo mà có hành, có tiêu nữa ha. Đó, xin mời. Thằng nè, que nè. Rồi xin mời. Xin mời. Đây anh. Thằng bò làm nước chấm rất ngon. Nè, nè này chưa rửa chưa gắp này, người cũ. Gửi người cũ. Trời ơi, ngay cái món thích luôn. Để em tự gắp. Ngay cái món yêu thích luôn. Bây giờ hai món nào em thích hết á con. Chưa có món nào không phải món gì đó. Cho mình vô vào được. Wow. Xuất sắc. Xin mời bà con cô bác nha. Ăn chân rồi đi vô vào. Nó chưa cắt móng. Chân này chưa có làm meo. Chưa làm meo sao ăn. Đó.
bạn này chuyên làm gà luôn. Gà là gà đá nha. Ừ. Gà tre chứ hả? Tre. Xin một xíu đặt nhãn lòng. Cắm vô. Ăn đi. Em đang gặm chân. Quá đã. Rau cái trời. Hay là gà dai luôn rồi đó. Không dai lắm nè. Thôi chắc Phương vừa phải đặt con hay con về cho hai đứa nhỏ quá. Đâu ăn gì mà ngon cũng nhớ đứa nhỏ. Về với con. Đã, ăn thêm miếng đi. Nhau cái trời, xuất sắc. Nhau cái trời với rau ăn lòng là rau thiên nhiên. Ừ, không có trồng. Nó không có thuốc sâu nữa. Mình chỉ rau cái đời chỉ sợ là ví dụ nó mọc dưới đất người ta đang xịt sâu cây gì á. Làm miếng cây nhãn lòng nè. Hay nhãn lòng đi cho ngủ sâu. Ừ, không cho em càng. Nói gì mà đâu không. Cho kêu ông càng. Dừng lại rồi. Giờ vẫn ăn gà. Xin phép một miếng gà nữa đi. Cái này vô. Cái này nó giống kho ta. Chiếc mới ăn xong ngon quá ta. Có ăn đâu. Cái vị ngon không? Đậu. Ừ, này bán giá cũng hợp lý lắm. Đây là rau chạy thôi đi. Thứ chấm đi làm khá ngon. Chấm ngon. Thứ chấm khá ngon. Gì? Nước chấm khá ngon mà thì ngon rồi chấm gà thì mới chấm ngon. Chứ chấm đặc biệt không? Đậm đà. Em biết chấm hết, chấm cái này là chấm hết. Để đây đi. Chẳng không ha. Dài mà. Không có thời gian nói rồi. Không có thời gian nói. Miệng không dừng lại được rồi. Có bào không? Xin phép xin một miếng nữa. Chị chị vô ha. Thêm Phương vừa sẽ quay từ ngày 16 cho tới 23 tháng 12. Dạ, quay xong thì cái vừa hậu kỳ cái em chắc phát trước Tết một tuần á, một tuần Phương vừa phát tập. Phương vừa quay đợt này 6 tập. Đợt này thì có Phương vừa đóng vai nổ, anh Bảo Trung đóng vai anh Trùm, anh Lê Nam vẫn giữ dây ôm, Hồi Bích Trâm giữ dây đào, có thêm Tấn Beo với là chị Thanh Ngọc. Tấn Beo đóng vai Tấn, chị Thanh Ngọc đóng vai Beo. Nguyễn Vũ thì đóng một cái vai mới. Dạ thì diễn viên dàn diễn viên là vậy bà con bác. Anh Tấn Hoàng nữa, có Phạm Tung nữa, có em nữa chứ. Lắm anh tính bỏ dai tính chạy dai luôn á trời, tính dai con của Tấn Hoàng tính chạy dai luôn á. Thì vui mà, thì đó vui mà không có kể. Cẩm cũng lắm rồi. Cái gì vậy? Được rồi, không có. Qua rồi. Đến lần này không có gì. Ý là hết thời rồi. Lần này để cho anh Tùng lên. Rồi cho cậu đóng vai mẹ mẹ kế của con nhé. Cưng vừa làm cái phần 1 á. Cái bà con của bác cũng thương, cũng ủng hộ nhiều. Phim cũng lọt vô top hình thành. Ba tập liên tiếp luôn, lọt vô top top người. Một hai người cũng đúng đó, hai ba rồi. Cho nên là vừa mấy bà con của bác cũng nói hay làm phần 2 nữa đi, cho nên là cũng vừa mới quyết định làm phần 2. Hy vọng là phần 2 bà con của bác cũng hộ cũng vừa ha. Cảm ơn rất là nhiều luôn. Giờ ngồi ăn thì thấy ngon làm vậy chứ cũng bắt đầu vô phim là cực lắm. Vô phim là quay suốt luôn ngày đêm luôn á. Cũng vừa vô phim ngon cực lắm, bà con bác coi vậy chứ vô phim là sụt cực mấy ký luôn. Dạ thôi Phương vừa xin cảm ơn bà con bác nha. Chia sẻ một xíu cái dự án của Phương vừa cũng
chia sẻ tình hình, cập nhật tình hình để bà con cô bác cũng mừng giúp con dừa. Qua nay con dừa cũng đang kiếm thêm cái bệnh viện, chỉ còn thiếu cái bệnh viện thì cũng đang liên hệ một cái bệnh viện để quay ở ở trước cổng bệnh viện với lại một cái hành lang bệnh viện. Nếu bà con cô bác nào có ai có lại bệnh viện giới thiệu giúp con dừa, cảm ơn rất là nhiều. Dạ cũng có rồi nhưng mà đang liên hệ, dạ, đang liên hệ ở chơi, đang tới Bình Dương, là mà Bình Dương mình lên đó quay con cảnh thì cảnh đi sai quá, mất cả ngày, ảnh hưởng tới cái độ sản xuất. Cũng cảm ơn bà con cô bác rất nhiều. Chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Ý kiến của mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.